Chào anh em, mình vừa có mặt tại Festival Thanh Hóa. Mai mới khai trương, hôm nay đi xem trước, xem gian hàng thương mại trước. Tiện thì cứ quay cho anh em ngắm trước. Để anh em hình dung ra các cái gian hàng thương mại. Rất nhiều các gian hàng thương mại trong một cái khuôn viên rất là lớn, Festival Thanh Hóa tương đối là lớn. Anh em các tỉnh về rất nhiều. Đấy, anh em thấy là cây các tỉnh vẫn về, vẫn đang cẩu xuống. Nói rằng anh em đi hội chợ rất vất vả, mình thấy chứng kiến anh em ăn ngủ trầu trực ở đây, ngủ tại gian hàng luôn, rất là vất vả. Nhưng đôi khi nó là cái nghiệp, cũng là một cái niềm đam mê. Bán đắt hàng không em? Anh cứ ngồi đây làm việc đi, anh quay cho anh em ngắm tí. Cây khế rất đẹp. Này. Quay tí cho anh em ngắm cái. Thế gian hàng đâu? Em ở đâu? Em cả ngày lưu người. Bận quá, vất vả quá. Mệt, sơn nó đang kêu loạn. Thời gian vào mạng thôi anh. Em sao nó bảo anh thì thời gian anh cho anh ngồi trong hàng mấy hôm. Cái đấy. Cái làm đi. Đây không biết có vẻ của anh Nam Chậu không? Anh ra ra, cảm ơn. Cái gian hàng đâu? Dạ vâng. Anh đi quay cho anh em ngắm cái xem nào. Tranh thủ hôm nay nó còn mát mát nhỉ? Thì mai trưa chắc nắng đúng không? Buổi ban ngày nắng lắm đúng không? Thế như chỗ Dương Hà đây hả? Thằng nào anh nhìn mấy cái cây này anh thấy quen quen.
Mai mấy giờ khai mạc em? Hơn 8 giờ. Anh đi về tranh thủ tác nghiệp cho anh em. Nhiệm vụ chính. Đôi khi chả được ngắm cây kỹ đâu. Ờ, mấy cái phôi này cũng đẹp này nha. Ờ, chào em. À, làm group thì tuy có vất vả một chút, cũng phải đi quay có cái dữ liệu, tư liệu để cho anh em cả nước xem. Nhưng đổi lại được cái là được anh em cũng quý mến. Ờ, cái đó cũng là cái niềm động viên an ủi để cho mình tiếp tục cống hiến vì cộng đồng, vì anh em. Thanh Hóa buổi tầm này trời rất là mát, đang mưa mưa bay bay, tranh thủ quay anh em ngắm chứ mai chưa nắng lắm. Đây nhiều phôi đẹp này. Đấy, anh bảo thôi lần đầu tiên đi quay gian hàng thương mại cho anh em ngắm. Không mai nắng thì sợ ông đi được ấy. Gian hàng hay lúa đâu? Đây, đây là quay đó, quay đúng chủ đó. Thế à, bây giờ thằng nào toán cây đẹp nhỉ? Toán dáng làng ấy đúng không? Cây đẹp nhưng mà đang thiếu đại đa. Đấy, toán dáng làng, cây này đẹp quá này. Rồi mới đi một lô rồi. Đổi cây không? Vừa đi một lô rồi. Đổi cây đi. Toàn phôi đẹp hết này. Quay thế mình ơi. Đâu? Cái khế đẹp quá em ạ. Cây này nhìn cũng quen quen nhỉ, hai lúa nhỉ? Vâng, cây đất tỉ 2 anh. Mày cứ nói tỉ tỉ thế anh sợ anh chạy mất guốc mất dép bây giờ.
giày anh đang bị bong rồi này, chưa đi quay cho anh em xem đã hỏng cả giày rồi này. Hái cây đấy đây hả? Đúng rồi đó. Đấy. Anh đây là gian hàng của anh Hai Lúa, quản trị viên của tác phẩm bonsai đẹp nhưng sờ đến cứ tỉ sợ lắm. Anh nói cứ tỉ tỉ ghê thật. Đây, toàn anh em nổi tiếng này. Hello, chào mọi người. Trông anh Hai Lúa mà hôm đẹp trai, hôm nay xấu thế. Còn này lên sóng là bị dìm hàng rồi. Mua cái mũ ở đâu đây, mua cho anh cái. Làm đấy chứ. Anh quên đi mất đấy chứ. Đấy sáng chụp rồi cuối cùng đi vội taxi nó dục chứ nào. À, mai. Chết quên mải vui quá, nói chuyện với anh em thì lại đi nói linh tinh thu vào đây. Lên sóng cũng thấy hơi ngại nhưng thôi. Cũng là cái vui, anh em thông cảm. Rất nhiều cây đẹp. Mai sẽ quay khu trưng bày, khu triển lãm thì sẽ không nói nhiều, không nói linh tinh trên này. Rất vui khi có cả đoàn của anh em bên Đài Loan. Từ trước thì mình cũng sang bên đó, anh em cũng đón tiếp rất là nhiệt tình. Đợt này cả Đài Loan sang luôn. Gian hàng này của ai mà rất nhiều cây Đài Loan này. Gian hàng này của ai mà nhiều cây Đài Loan em nhỉ? Ai của anh Công à? Thảo nào. Toán cây đẹp, toán thấy cây ngoại. Bên này cũng vườn của anh Phong rồi. Xem nào. Neo Garden chuẩn luôn. Cây khế ác không? Cây khế cũng của anh Phong luôn, của Neo luôn. Đây là bên trong khu trưng bày triển lãm rồi, mai thì mình sẽ quay chi tiết hơn. Giờ trời cũng sập tối.
Đây là khu các tác phẩm lớn. Mình thấy gian hàng này rất nhiều cây dưới đẹp này, mời anh em vào đây, chúng ta chạy vào đây xem dưới nha. À, vẫn là cái quầy của anh Nhân Nguyễn này. Gian hàng của Nhân Nguyễn này. Anh bảo hôm nào kiếm cho anh một cây dưới hai người bê thôi. Kiếm cho anh cây dưới hai người bê, cây nào đẹp đẹp chút. Chưa có cây dưới nào đẹp. Ơi. Cây khế này cũng đẹp này. Cây này mà nó đúng dịp à, có trái đấy chứ nhỉ? Trái nó to mà nó đeo thì thích. Anh rất thích cây trái. Toàn cây nghệ thuật. Đây, cây này cũng nghệ thuật này. Quá. Này trái cây lên nhỏ, cái trái hoa này. Khế thì cũng không khó, cũng dễ ra trái. Trời cũng bắt đầu đổ mưa rồi. Thôi tạm biệt anh em. Mình xin dừng tại đây đã. Để mai ban ngày nắng đẹp sẽ quay chi tiết cho anh em xem kỹ hơn. Mai thì gọi là dạo đầu trước một ngày khai mạc, để anh em ở xa không về được nắm được, hình dung ra cái khung cảnh của Festival Thanh Hóa. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc anh em vui khi đến với tác phẩm bonsai đẹp Việt Nam. Rất rộng. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh mới vào, khỏe không? Dương Hà Bonsai. Gian hàng đâu? Ok, thì anh qua. Ok, cảm ơn anh em.